xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bơ sa theo thị trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống ở Đô Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em trở lại với chỗ của em giàu và tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây bơ sa để bàn với cô chú anh chị. Cây già mùa nút nụ chuẩn tết luôn ạ. Hôm nay thì mình có mai dạo tự sắn, cúc quý phi, cúc tây thi ha, họ hương cũng khá là nhiều loại luôn nha. Có mai đà lộc, cúc 36. Cô chú anh chị yêu thương ủng hộ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em giàu giúp em nha cô chú anh chị. Chào chị, xin chào em giàu ơi. Được rồi, em chào chị, quý cô chú chị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục là trả lời kênh thì em cũng xin Zalo mình một số mai mini vàng chi tết 2023 quý chú. Này là gần cuối đầu, gần đầu tháng 10 rồi, gần tết rồi. Rồi mất thời gian em vô mã số 1 anh chị. Rồi mã số 1 là một cặp mai để vàng hết cô chú anh chị. Rồi một cây cúc 36 và một cây đọt đỏ quý chú. Dạ. Đã vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi cô chú anh chị nha, nút nụ là có luôn à. Này cô chú anh chị mình rơi để ăn thần tài thổ địa đâu ok hết cô chú. Và cái cúc 36 là cao 39. Rồi. Còn cây đọt đỏ là cao 37 quý chú. Này ngoài một vòng mình luôn. Cái này là đã ghép liền cốt hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cúc 36 nút nụ rất ok cho mình luôn nha quý chú. Rồi. Cúc đọt đỏ này ra cái đọt rất là bắt mắt luôn ha. Rồi mình Zalo giá. Đây rồi, mã số 1 này thì con xin Zalo giá là 300 ngàn, bao ship mình luôn quý chú. Dạ. Cặp mã số 2. Mã số 2 quý chú là một cây quý phi và hoàng quyết long. Dạ. Rồi cái này có rồng với có quý phi luôn nha cô chú anh chị. Đây rồi. Cây quý phi bên đây là cao 35. Cây bên đây cây hoàng quyết long cao 30. Dạ, cây nào cũng có nút nụ hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Rồi có quý phi nút nụ kích dịch luôn á cô chú. Rồi cây này mình ghép liền luôn ha. Bên đây thì mình ghép được 2 bo. Cây này hiện vô dây chỉnh sửa tương đối cho mình luôn quý chú. Đây rồi, mã số 2 này con xin lưu giá 320 ngàn. Dạ, 320 cô chú anh chị. Số 3 quý chú. Mã số 3 là một cây hoàng quyết long. Cây này rất là già mùa. Và cây phơm tàn thông luôn với cô chú anh chị nha. Một cây hoàng quyết long. Cây này con đã chỉnh sửa vô dây cho mình tương đối ok luôn quý chú. Luôn nha cô chú anh chị. Cây cây cao là 32. Cây ngang của mình được 45 quý chú. Khi mà con ship con sẽ ship cái chậu cho mình luôn. Đế đẹp liền cốt luôn cô chú anh chị. Cái đo hoành thân thường khoảng bao nhiêu ha? Thu hoành được 6 quý chú. Chừng dị nhôm đi. Rồi. Dạ rồi, mã số 3 thì con xin Zalo giá là 320 ngàn, bao ship luôn quý chú. Dạ 320. Thứ hai mã số 4. Mã số 4 là một cặp quý phi với quý chú. Dạ một cặp phơm tàn thông với lại một cái nhánh bye bye hết cô chú anh chị. Cây này mình về là mình được hai quý phi. Dạ. Rồi có nốt nụ kẹo luôn với cô chú anh chị nha. Dạ cây bên đây là cao 37. Dạ. Cây bên đây cao 37 luôn quý chú. Đây. Cái đèn xuôi nó gì được là 50. Rồi cây nào cũng đang ôm nút nụ hết trơn cô chú chị, gốc rễ thì đã liền có hết trơn luôn ha. Rồi. Đây, cây cũ cho mình luôn. Rồi. Rồi mã số 4 này thì con xin Zalo giá là 450 ngàn, bao ship luôn quý chú. Dạ 450 nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 5 quý chú. Mã số 5 là một cây hoàng quyết long. Rồi vô cái chậu dễ thương lắm cô chú anh chị thương nha. Tình mẹ bao la nè. Cái này ha, 3 bo nha cô chú anh chị. Và cây cao là 39. Rồi. Tàn ngang của mình được 43 quý chú. Nút nụ là ok hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Và cây này hoành được 10. Dạ. Rồi. Dạ rồi, mã số 5 này con xin Zalo giá là 400, bao ship cho chậu mình luôn quý chú. Dạ 400 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo cây mã số 6. Mã số 6 rồi một cây quý phi và một cây hoa hồng thanh tú quá chú. Dạ. Này, con này con vô chậu màu đỏ cho mình luôn. Và cây quý phi là cao 40. Còn cây hoa hồng là cao 35. Dạ cây nào cũng có đang nút nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Rồi bên đây em quý phi này nụ kẹo luôn nha. Cây nào cũng liền cốt hết trơn nha cô chú anh chị, đế nổi luôn à.
liền cốt và mùa hết cho mình quý chú. Rồi, dạ chắc, rồi, dạ. Mã số 6 này con xin giao lưu giá là 300, bao ship luôn quý chú. Dạ. À, tới mã số 7. Mã số 7 gồm một cây quý phi và một cây dảo cam. Dạ, một quý phi, một dảo, một cặp được hai giống luôn nha cô chú anh chị. Thì cây quý phi bên đây cao 25. Còn cây dảo cam cao 30. Rồi, có đế quá quá đẹp luôn ha. Dạ, bên đây đế quá luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi, mã số 7 này con xin giao lưu giá 300, bao ship luôn quý chú. Dạ. Rồi, mã số 9. Số 8. Mã số 8 quý chú. Mã số 8 gồm một cây hoàng, à, một cặp hoàng quý long quý chú. Dạ, một cặp quý long rất là già nha cô chú anh chị. Cái đế nổi lên luôn nha. Dạ, cây bên đây là cao 36. Còn cây bên đây là cao 37. Dạ, nước nụ là có hết trơn nha cô chú anh chị, cây già mùa luôn ạ. Đây. Rồi. Dạ rồi, mã số 8 này con xin giao lưu giá là 450.000. Dạ. Bao ship mình luôn quý chú. 450. Đây rất là đẹp. Rồi, mã số tiếp theo là 9. Mã số 9 một cái dảo rất tự xoắn quý chú. Cái này dán trực cho mình luôn. Rồi, tóc mình nuôi càng về sau cái quấn nó rủ xuống nhìn đẹp hả cô chú chị. Dạ, cây cao là 46. Tàn ngang của mình được 52 quý chú. Cái hoành con đo ngay vị trí này được 17. Dạ rồi, hình được 17. Ừ. Rồi, tàn hình lùm luôn rồi cô chú anh chị. Nút lụ chơi Tết là mình có luôn nha. Đây, rất đẹp luôn quý chú. Ngủ khích dịch luôn. Rồi, mình giao lưu giá bao nhiêu đêm nha. Dạ rồi, cây mã số 9 này con xin giao lưu giá là 850.000. Bao ship tặng dạ. Chậu mình luôn quý chú. Số 10 quý chú. Mã số 10 là một cái cúc trân châu. Rồi, cúc trân châu á cô chú anh chị, tàn dù luôn nha. Cái này cô chú anh chị mình về mua tượng màu sắc tiểu cảnh là ok hết cô chú. Dạ, cây cao là 43. Tàn ngang của mình được 63 quý chú. Mâm tàn khá là dài nha cô chú, nhiệt gian đó mặt bông gió luôn ha. Cái hoành con đo được 14 quý chú. Đây. Dạ, một bo thôi cô chú anh chị. Bự hơn ngón cái luôn nha. Đây. Màu của mình rất là nhiều luôn quý chú. Đây nè. Cúc thân châu là nụ kẹo luôn nha cô chú anh chị. Hoa này nó ngủ hết rồi. Rượu rồi. Dạ rồi, cây mã số 10 này con xin giao lưu giá là 850.000, bao ship mình luôn quý chú. Dạ, 850. Mã số 11. Mã 11, một cây quý phi quý chú. Lùng liền luôn cô chú anh chị nha. Cái mâm tàn khá là lớn luôn nha cô chú. Cây rất là lật cây. Dạ, chiều cao là 46. Dạ. Tàn ngang của mình là 70 quý chú. Quá trời nước lụ luôn á cô chú anh chị. Cái này ghép hai bo rất là to rồi. Cái hoành được 16. Dạ rồi, 16 anh. Đế có đế đều luôn nha mấy cô chú. Cây này mình ghép hai bo chà bá rửa luôn nha. Rồi. Này, cái chỗ này mà cắt nhưng kéo rất là mạnh này nè quý chú. Dạ, giao lưu giá bao nhiêu đây? Rồi, cây mã số 11 này con xin giao lưu giá 1,2 triệu, một cây quý phi quý chú. Dạ. Quà 6 quý chú. Rồi, một cây cúc 36 nha cô chú, cây này lùng liền ngoài cái tàn quá trời luôn nha. Dạ, cây cao là 69. Tàn ngang của mình được 80. Cúc 36 cô chú, điện nút nụ là kẹo nụ luôn nha mấy cô chú. Cái hoành con đo được 24. Dạ. Đế một cốt cứng chậu luôn ha. Một cốt ba thân luôn quý chú, tam đa. Cây này bon rất già lắm rồi cô chú anh chị. Đủ là kẹo nẹo luôn à. Cái này mình dành hai cái chậu đẹp đẹp xíu nữa là để ngay đầu bàn khách chơi là im hết cô chú. Đế rất là hay cái đế luôn quý chú. Rồi, mình giao lưu giá bao nhiêu? Rồi, cái mã số 12 này con xin giao lưu giá là 1,8 triệu, bao ship nữa chứ. Dạ, 1,8 triệu. Mã tiếp số 13. 13. 13 là một cái đại lộc quý chú. Rồi. Cây này form lùng lực luôn cô chú anh chị, cái mâm tàn là cứng nhắc luôn nha. Dạ, cây cao là 65.
Tổng tán của mình được 91 của chú. Rồi, cái này xin nụ luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành được 18 của chú ơi. Trời, 18 hoành, cái này một bo thôi cô chú anh chị, mà bo lớn ha, tàn đều đẹp luôn ạ. Rồi. Rồi, cái mã số 13, cái đại lọc này con xin giao lưu giá là 1.400.000. Dạ, siêu nút nụ luôn nha, 1.400.000. Rồi, con đổi cây. Mã số 14. 14. Mã số 14 cũng là một cây cúc 36 thôi chú. Dạ. Và cây cao là 71. Thà ngang của mình được 73. Cái này rất là hay luôn quý chú. Cái hoành cũng đo ở vị trí này được 22. Dạ, đế nó như con thú vậy đó cô chú anh chị. Cái này nó nằm ủ nu quá nặng luôn ha. Rồi mình ghép là bo lớn hết trơn nha cô chú anh chị. Nút nụ là kẹo nẻo luôn à. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu đây ha? Dạ rồi, cái mã số 14 này con xin giao lưu giá là 1.600.000. Dạ. Này, cây này rất đẹp quý chú. Dạ. Rồi, cây mã số 14, một cây cúc 36 này thì con cũng là cây cuối clip rồi. Con cũng chân thành cảm ơn quý chú và anh chị đã theo dõi và ủng hộ con trong thời gian qua. Và hẹn mình ở clip sau ạ. Dạ rồi, em xin chào hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.